Kem nền lâu trôi, mỏng nhẹ, kiềm dầu mà lại ít xuống tông. Vào việc. Ngay trên tay mình đã có kem nền Color Key cực kỳ hot. Thử luôn nhá. Nhìn ở ngoài siêu dày dặn và chắc tay nha. Mình có tổng cộng là 3 màu. Mình sẽ chọn cái tông W1 này. Da mình là da thường trong mùa hè và hơi thiên khô trong mùa đông. Mình sẽ sử dụng kem lót trước nha. Ui dồi, chất nó siêu lỏng luôn. Gần như những cái nốt tàn nhang trên da mặt của mình là không che được. Che được cỡ 20-30%. Đó, thâm mụn này không che được nha. Mình sẽ phủ phấn và hoàn thiện cái lớp make up nha. Sau đó sẽ xịt khóa make up. Bạn này là da dầu nha. Đầu tiên sẽ là kem lót. Cái lớp kem nền nó khá là mỏng và đánh lên nhìn thật nha, không bị giả. Phủ thêm phấn cho bạn này nha và test thử trong cỡ khoảng tầm vài tiếng. Ok, cuối cùng sẽ là setting grace. Bây giờ sẽ xuống làm việc đó, và test thử một chút là nếu như mà đeo khẩu trang thì nó sẽ như thế nào. Đây là sau đúng 4 tiếng nha. Nãy là mặt trắng hơn cổ khá nhiều nha. Nhưng bây giờ là mặt với cổ là gần như tương đương với nhau này. Trôi đi thì cũng gọi là kha khá sau 4 tiếng. Dùng sát lại thì tất cả những cái khuyết điểm nhỏ ở trên gương mặt không che được nha. Da mình sau 4 tiếng thì nền bắt đầu bị vỡ. Toàn bộ tàn nhang ở khu vực này mờ mờ không che được. Đây, toàn bộ đoạn này là nó bị vỡ nền. Tổng quan về ưu và nhược điểm của kem nền Color Key này, đây là riêng quan điểm cá nhân mình nha. Đầu tiên là về ưu điểm, kem nền khá là mỏng nhẹ, tiệp vào da tốt và nhìn tự nhiên, độ kiềm dầu được cỡ khoảng tầm 3 tiếng và khi mà bôi lên không quá bóng dính hay là có cảm giác nặng da, có khả năng làm đều màu da lúc mà bôi lên thì nhìn da mặt khá là sáng đẹp. Về nhược điểm ấy thì mình thấy rằng kem nền này xuống tông kha khá chỉ sau cỡ khoảng tầm 4 tiếng, có dây dính da khẩu trang nhẹ và về độ che phủ khuyết điểm ở trên da thì thực sự khá là kém, được cỡ khoảng tầm 20-30%. Mình là da thường nha, cuối ngày cảm giác cái nền nó bị vỡ và nhìn nó kích kỳ ở trên da, cho nên mình nghĩ rằng cái kem nền này phù hợp nhất đối với những bạn có nền da thiên dầu cho đến da dầu nha.